Ngày 14 tháng 5, cả nước thêm 1.895 ca COVID-19. Chiều 14 tháng 5, Bộ Y tế công bố thêm 1.895 ca, tất cả đều ghi nhận trong nước tại 46 tỉnh thành. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh tại Hà Nội là cao nhất 489, đến Nghệ An 115, Quảng Ninh 95. Ít nhất là Cà Mau và Đồng Tháp, mỗi nơi 2 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua 2.589 ca một ngày. Ngày 14 tháng 5, cả nước có 5.563 bệnh nhân được công bố khỏi. Kể từ đầu dịch, Việt Nam có 10.695.036 ca, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân thì Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, nghĩa là bình quân cứ 1 triệu người thì có 108.069. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021, Việt Nam thêm 10.687.283 ca, trong đó 9.346.775 bệnh nhân được công bố khỏi. Trong ngày 13 tháng 5, cả nước có 295.572 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine được tiêm tại nước ta hiện nay là 216.808.145 liều.